Thì chào đón quý vị quay trở lại với Phong thủy may mắn. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy học, phòng khách là nơi đại diện cho vượng khí của ngôi nhà. Do đó, việc bố trí phòng khách hợp phong thủy có ảnh hưởng rất lớn giúp chiêu mộ tài lộc cho gia đình, đặc biệt là đối với công danh sự nghiệp. Ngược lại, nếu phòng khách bố trí không phù hợp với phong thủy thì cả gia đình sẽ hao tài tán lộc, dễ gặp xui xẻo, tai họa ập đến lúc nào không hay. Dưới đây là 7 lỗi phong thủy mà các gia chủ hay mắc phải khi bố trí đồ đạc trong phòng khách. Mọi người nên chú ý để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau. Chú ý khi đặt ghế sofa. Ghế sofa là đồ nội thất trung tâm trong thiết kế của phòng khách. Sofa bày đúng phong thủy chiêu tài sẽ kích thích tài vận và sức khỏe của tất cả các thành viên trong gia đình. Nhưng nếu không kê bày khéo léo, phạm phải một trong những lỗi nguy hại sẽ khó lường. Sofa nên hướng ra phía cửa ra vào hoặc là cửa sổ để người trong gia đình luôn được chiêu tài đón lộc. Nếu kê đặt sofa ở sâu trong góc nhà thì bất lợi cho gia chủ dù không hề phạm phải cấm kỵ phong thủy phòng khách nào. Sofa tựa vào cửa sổ hoặc là quay lưng ra phía cửa ra vào, nghĩa là kê chênh vênh giữa phòng, là phạm phong thủy chiêu tài. Nhiều nhà hiện đại khi kê đặt sofa cốt ở sự trang nhã mà quên mất đi cấm kỵ phong thủy quan trọng này. Tối kỵ kê đặt theo hai cách này vì sofa bao giờ cũng cần có điểm tựa vững chắc thì gia chủ mới có thể phát triển sự nghiệp ổn định. Nếu căn phòng quá nhỏ, tử vi phong thủy kiến nghị dùng sofa góc chủ nhân bắt buộc phải thay đổi vị trí sofa sao cho phù hợp. Sofa dù là nhiều hay là ít ghế hợp thành, bàn ghế và màu da, bọc, màu gỗ đều phải đồng nhất, tránh tình trạng mỗi kiện một màu khiến tán tài tán lộc hoặc là gia vận bất hòa. Với sofa có từ 3 món đồ trở lên bao gồm cả bàn lẫn ghế thì nên kê sắp thành hình chữ U để giúp tụ khí trong phong thủy phòng khách. Theo phong thủy chiêu tài, đây là cách thức bố trí giúp gia chủ vượng vận, hài hòa tình cảm. Cách bài trí tranh treo tường. Cách bố trí hợp lý nhất với tranh treo tường phòng khách là treo tranh sơn thủy ở sau lưng sofa với ngụ ý sơn thủy hữu tình, chỗ dựa vững chắc. Cách treo này thì sẽ giúp cho gia đình hưng vượng, vận thế và sự nghiệp hài hòa. Nếu tường ngay sau sofa hướng Tây Nam hoặc là Đông Bắc, gia chủ tối kỵ treo tranh cây cối động vật để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và các thành viên còn lại. Đừng để tường phòng khách của bạn đơn điệu một màu, những bức tranh hoặc là ảnh sẽ giúp phòng khách sáng bừng và trở nên tinh tế hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cách trang trí phòng khách bằng tranh ảnh treo tường thì cũng cần một số lưu ý. Chọn tranh theo cùng một phong cách. Nếu phòng khách hiện đại, bạn nên chọn tranh phong cảnh và trang nhã. Trường phái cổ điển sẽ hợp hơn với tranh sơn mài, sơn dầu. Treo tranh với số lượng vừa phải, không nên quá nhiều sẽ khiến cho sự tập trung bị phân tán, kém tinh tế. Màu sắc tranh thì cũng cần phải phù hợp với màu sắc tổng thể của phòng khách. Lưu ý, không chọn những tranh ảnh có màu sắc tăm tối, xám xịt sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng của các thành viên trong gia đình. Treo tranh phòng khách cần phải đủ bộ, ví dụ bộ tranh mai, lan, trúc, cúc, bộ tranh để hoa. Với tranh sơn thủy thì cần lưu ý hướng nước chảy phải vào trong nhà mới thu hút tài lộc, nước chảy ra ngoài theo quan niệm dân gian là tiêu tốn tiền của. Không treo hình ảnh mãnh thú như là beo, cọp, cá sấu ở nơi tiếp khách này. Tranh cùng tuổi của gia chủ cũng cần phải hạn chế, có thể treo tranh tương sinh với tuổi gia chủ. Ngoài ra, bạn cũng có thể treo gương trong phòng khách để tạo không gian rộng thoáng hơn. Tuy nhiên, bạn cũng cần quan tâm về cách đặt gương đúng phong thủy để thu hút tài lộc. Cẩn thận khi đặt tivi. Tivi trong phòng khách cần cân đối với diện tích của cả nhà và căn phòng. Tránh mua tivi quá to, dù phòng quá nhỏ mà tivi lọt thỏm giữa không gian rộng. Không sử dụng kệ giá tivi có hình dạng kỳ dị, lồi lõm bất thường. Vì những góc chết này trong phong thủy phòng khách và phong thủy chiêu tài vô tình sẽ tạo ra tà khí, ám khí, không kích thích được tài vận lưu thông hoặc là khiến cho mọi người trong gia đình bất hòa hay cãi vã. Với tivi treo tường thì không sử dụng tivi cong hoặc là lồi quá mức vì sẽ vô tình khiến cho gia chủ hấp thụ những bức xạ không tốt cho cơ thể. Khi tắt tivi thì màn hình sẽ vô tình trở thành chiếc gương phản chiếu. Nên tốt nhất không nên kê tivi đặt đối diện với cửa ra vào, cửa ban công, cửa sổ để căn nhà không hấp thụ những luồng khí thiếu cát tường. Không tùy tiện trưng bày vật phẩm phong thủy trong phòng khách.
quả cầu đá phong thủy, hòn non bộ, hồ cá, tượng linh vật thần tài và nhiều sản phẩm phong thủy khác được lựa chọn để trưng bày nhiều nơi phòng khách với mong muốn rước lộc cho ngôi nhà. Tuy nhiên, gia chủ cần phải có một kiến thức nhất định, hoặc là khi chọn mua thì cần phải tham khảo ý kiến của thầy phong thủy để đặt vật phẩm đúng vị trí, tránh trường hợp tùy tiện bày biện sai sẽ dẫn đến tác dụng ngược, không những không đem lại may mắn mà còn gặp phải điềm xui. Không lắp điều hòa thổi vào ghế sofa. Điều hòa không khí giúp thay đổi luồng khí và cải thiện từ trường trong phòng khách. Điều hòa tối kỵ kê đặt ở vị trí chiêu tài trong phòng thủy phong khách, nếu không sẽ vô tình thổi bay tài vận và phúc lộc của cả gia đình. Tránh để điều hòa thổi mát trực tiếp vào sofa khiến cho người ngồi khó chịu, mệt mỏi. Lâu dần sẽ thiếu đi sinh lực dẫn đến hiệu quả làm việc kém, gây sụt giảm tài chính. Nếu bạn phạm phải cấm kỵ trong phong thủy này thì tốt nhất là đổi vị trí kê đặt sofa, vì điều hòa thay đổi sẽ phức tạp và tốn kém hơn. Không đặt sừng, đầu, da động vật hoặc hoa khô. Có không ít người chọn sừng hươu, tê giác, da báo, thậm chí là tượng đầu trâu đầu ngựa để trang trí khu vực phòng khách, để thể hiện sự uy nghi sang trọng. Nhưng thực tế, các loài sừng, đầu, da động vật nếu là hàng thật thì nghĩa là chúng được làm từ vật đã chết, tạo nên nguồn âm khí gây ảnh hưởng đến môi trường sống của bạn. Còn nếu chúng là vật phẩm giả thì những hình ảnh đó cũng gây nên cảm xúc tiêu cực, sợ hãi khi nhìn vào. Với hoa khô thì cũng vậy. Nếu có điều kiện, bạn nên mua hoa tươi để căn phòng bừng sáng sinh động. Còn nếu chọn vật thề chết thì công danh sự nghiệp của gia chủ cũng theo đó mà trục trặc. Nói không với các vật sắc nhọn. Hãy tránh xa những vật trang trí sắc nhọn trong phòng khách, chẳng hạn như gươm giáo, búa rìu bằng kim loại dù chỉ là mô hình. Đừng nghĩ vẻ sáng loáng của chúng sẽ làm cho không gian độc đáo sang trọng. Thực tế thì khi nhìn những món đồ này, cảm giác sợ hãi của người đối diện sẽ tăng lên. Theo phong thủy thì những vật sắc nhọn vốn mang sát khí, không mang lại may mắn và dễ xảy ra tai nạn cho con người. Quý vị thân mến, phòng khách là không gian sinh hoạt chung cho gia đình cũng như là nơi tiếp đón bạn bè khách hứa. Nhiều người trong chúng ta thì vẫn thường bố trí, sắp xếp đồ đạc trong phòng khách một cách tùy tiện, nghĩa là thấy nó đặt được ở đâu thì lại đặt vào đó. Tuy nhiên, nếu bạn quan tâm một chút và biết cách sắp xếp, bố trí phòng khách theo phong thủy thì sẽ tạo được những nguồn năng lượng cân bằng dồi dào. Dưới đây là những lưu ý khi bài trí phòng khách mà các gia chủ cần đặc biệt quan tâm để nâng cao vượng khí, thu hút tài lộc trong ngôi nhà của mình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Phòng khách nhà bạn phải đầy đủ ánh sáng. Điều kiện tiên quyết cho phong thủy phòng khách chính là yếu tố ánh sáng. Không gian tiếp khách nhà bạn phải đầy đủ ánh sáng, nhất là ánh sáng tự nhiên. Vì thế, trên các thành cửa sổ, bạn hãy hạn chế đến mức tối đa việc bày biện những cây chậu cảnh, chậu hoa làm cản trở nguồn sáng. Một phòng khách sáng sủa sẽ giúp cho các luồng khí lưu thông một cách dễ dàng hơn, vận khí của ngôi nhà cũng trở nên phồn vinh, thịnh vượng hơn. Bố trí phòng khách theo phong thủy. Phần diện tích trên trần nhà của phòng khách, bạn nên sử dụng các tông màu nhạt bởi trần tượng trưng cho bầu trời, còn sàn nhà biểu tượng cho đất. Vì thế, màu sắc của trần nên nhạt hơn, còn màu của nền đậm hơn sao cho phù hợp với ý nghĩa trời nhẹ, đất nặng. Hơn nữa thì bạn không nên chọn sơn trần nhà với màu tối, bởi nếu bầu trời trong phòng khách luôn tối tăm u ám thì tài vận sẽ không tốt, làm ăn khó khăn, không thể phất lên được. Màu sắc trong phòng khách đóng vai trò chủ đạo, điều phối tất cả các màu sắc trong ngôi nhà. Bên cạnh đó thì màu sắc của phòng khách cũng phải phù hợp với phương hướng của căn phòng. Màu sơn vách tường bên trong phòng khách nên được kết hợp một cách khéo léo với ánh sáng của các ngọn đèn để làm cho không gian này trở nên sáng sủa. Có như vậy mới có thể đem lại sự thịnh vượng, tiền tài và may mắn cho gia đình. Trần nhà trong phòng khách không nên có các thanh xà ngang. Nếu như trên trần nhà tại phòng khách xuất hiện các thanh xà ngang vắt qua, điều này là một tối kỵ trong phong thủy. Vì thiết kế như vậy thì vô hình chung sẽ làm cho gia đình có cảm giác bị đè nén, áp lực nặng nề, khó chịu. Khi chúng ta ngồi ngay dưới vị trí đặt xà ngang, con người sẽ cảm thấy lo lắng, bồn chồn, căng thẳng, khiến cho vận thế không được khởi sắc. Đừng lo lắng, nếu chẳng may phòng khách nhà bạn dính phải kiêng kỵ này, bạn có thể hóa giải bằng cách sử dụng trần thạch cao để che đi những thanh xà ngang trong phòng khách. Hoặc không thì hãy chọn màu sơn nhạt để phủ lên vị trí xà ngang, giúp giảm bớt đi cảm giác nặng nề khi sống trong môi trường này. Phòng khách không được đối diện thẳng với cửa hậu, cửa sổ hay là cửa nhà vệ sinh.
Cửa chính và cửa sổ là nơi đón không khí để khí lưu thông ra vào căn phòng. Chính vì vậy, vị trí phòng khách không được nằm trên một trục đường thẳng với cửa sổ cũng như là cửa hậu. Nói một cách dễ hiểu thì việc thiết kế bố trí nhà theo dạng cửa trước thông với cửa sau là một điều cấm kỵ. Bởi lẽ kiểu thiết kế này khiến cho không khí lao thẳng vào trong nhà rồi cũng lại đi ra ngay sau đó bằng cửa hậu, không tích tụ lại được các khí tốt. Do vậy, nó biểu tượng cho sự thất thoát của tiền bạc, tiền vào cửa trước, tiền ra cửa sau, bạn chẳng giữ được đồng nào. Thế nên hãy chú ý đến điểm này, nếu không muốn nghèo mặt kiếp. Xét theo khía cạnh phong thủy thì bố cục như vậy được gọi là bố cục thoát tài. Về bản chất mà nói thì không gian vệ sinh đương nhiên không được sạch sẽ. Vì thế nên cửa chính trong nhà cũng phải tránh hướng vào nhà vệ sinh. Nếu bạn vô tình phạm phải điều này, tài vận của bạn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Chủ nhân dễ mắc phải nhiều sai lầm khi đầu tư kinh doanh, tiền chưa vào đến nhà đã tiêu tan mất. Xác định vị trí vượng tài trong không gian phòng khách. Vị trí vượng tài trong căn nhà thường là ở không gian phòng khách, kể cả đối với các căn hộ có diện tích nhỏ. Những điều cơ bản của một phòng khách đó là chúng phải sạch sẽ, yên tĩnh và ổn định. Thông thường thì vị trí được cho là vượng tài nhất trong phòng khách hay nằm ở góc chéo tính từ cửa chính bước vào. Vì vậy chúng ta tuyệt đối không nên treo gương ở vị trí này, bởi gương có tác dụng phản chiếu, dễ gây cản trở đến tài vận, khiến cho gia chủ bỏ lỡ các cơ hội kiếm tiền. Tại vị trí quan trọng này thì gia chủ nên bài trí các đồ vật với ngụ ý cát tường may mắn để tăng cường vận thế. Tốt nhất là đặt những cây xanh có tán lá rộng, căng tràn sức sống, mọc tươi tốt quanh năm tại đây. Vị trí của phòng khách. Vị trí có phong thủy tốt nhất trong nhà để bạn đặt phòng khách là khu vực gần với cửa chính. Đây là nơi đầu tiên người ta thấy mỗi khi bước vào một ngôi nhà, gia chủ nên tránh việc để khách đến nhà phải đi qua một hành lang hoặc là đi qua phòng khác rồi mới tới phòng khách. Vì như thế, vừa cản trở tiêu tan năng lượng sống, đồng thời lại ảnh hưởng nhiều đến sự riêng tư của gia đình. Nếu bạn đang sống trong các căn nhà tầng biệt thự thì phòng khách nên được đặt ở dưới tầng 1. Cửa của phòng khách nếu có, không được đặt đối diện với cửa của các phòng gian khác. Phòng khách phải được đặt ở một vị trí có tầm nhìn xuyên suốt, thoáng đãng, không bị che chắn bởi các chướng ngại vật, cũng hạn chế tối đa việc đặt phòng khách quá gần với nhà bếp. Hình dạng của phòng khách. Chọn kích thước hình dạng của phòng khách sao cho hợp với phong thủy là một yếu tố rất quan trọng. Gia chủ sẽ căn cứ theo diện tích của nhà mình để từ đó thiết kế kích thước phòng khách một cách hợp lý nhất. Còn về hình dạng của căn phòng thì gia chủ nên tuân thủ theo nguyên tắc bố trí phòng khách hợp phong thủy, tức là các phòng khách phải vuông vắn. Chính sự vuông vắn sẽ đại diện biểu trưng cho sự vững chắc của ngôi nhà và vận mệnh của gia chủ. Cuối cùng, đối với sàn phòng khách, khi thi công sàn phòng khách thì bạn nên chú ý tuyệt đối phải đảm bảo sàn nhà được thiết kế bằng phẳng, không được tạo dốc, có nhiều bậc cao hoặc là quá thấp, vì sàn chênh lệch tượng trưng cho việc gia chủ sẽ gặp nhiều sóng gió trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Quý vị thân mến, nếu biết bố trí phòng khách thuận theo phong thủy thì sẽ giúp cho bạn hóa giải được những luồng sát khí trong nhà, tăng tài lộc thịnh vượng cho gia chủ. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị muốn theo dõi thêm những kiến thức thì hãy bấm theo dõi kênh và bấm vào biểu tượng chuông để có thể cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!